di động thông minh, chuyên cung cấp các sản phẩm iPhone chính hãng Việt Nam. Mua iPhone chính hãng đến ngay di động thông minh. Chào mừng tất cả đã quay trở lại với channel của Đi Review và mình là Admin Kha đây. Hôm nay thì mình sẽ mở hộp cho các bạn một chiếc điện thoại đến từ Oppo và đây là thuộc dòng A31. Các bạn đừng có nghĩ rằng là cái chiếc máy này nó sẽ giống với lại cái dòng Galaxy A51 hoặc là A71. Không phải đâu, chiếc máy này nó đã được ra mắt vào năm 2015 rồi. Và đến thời điểm hiện tại thì cái lối đặt tên này nó đã bắt đầu quay trở lại. Sau khi mà Oppo có vẻ thấy rằng là Samsung họ bán cái dòng A71, A51 nó có vẻ là cái doanh số nó khủng quá, nên là đặt theo cái tên như thế này thì sẽ tạo được cái sự thân thiện đối với người tiêu dùng hơn. Đây là một điều mình thấy rằng là cũng khá là hợp lý và cũng đáng để học hỏi đó. Đó, thì ở đây mình đang trên tay cái phiên bản đó chính là có bộ nhớ RAM 4GB và bộ nhớ trong 128GB. Thì mức giá chính hãng của chiếc máy này thì nó sẽ dao động tầm khoảng là 4,2 triệu. Và đây là cái option bộ nhớ thấp nhất rồi. Đó, bây giờ thì mình sẽ tiến hành mở hộp chiếc máy này ra luôn để xem rằng là bên trong có gì các bạn nhé. Hộp cuốc này thì rất là sặc sỡ và cực kỳ đẹp luôn. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có một hộp giấy và bên trong này chúng ta sẽ có là một cái tập sách hướng dẫn sử dụng này, một cái que chọc sim này, một cái ốp lưng silicone này. Ốp lưng silicone này khi các bạn mang vào máy thì nó sẽ, cái phần viền của cái ốp lưng này nó sẽ cao hơn so với lại cái màn hình các bạn nhé. Còn đây là nhân vật chính chúng ta, mình cũng sẽ bỏ qua một bên để nói về phần phụ kiện trước. Đối với lại cái chiếc máy này thì chúng ta sẽ có một cái củ sạc mà theo như mình thấy cái công suất tối đa của nó sẽ là 5V 2A các bạn à. Và chúng ta sẽ có một cái cáp sạc micro USB này các bạn à. Thật sự là với một cái mức giá chính hãng không 4 triệu đồng như thế mà chiếc máy này chỉ được trang bị chúng ta là một cổng sạc micro USB. Đây là một điều mình thấy khá là tiếc trên chiếc máy này. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến nhân vật chính các bạn nhé. Và đến với nhân vật chính của chúng ta, Oppo A14 này thì chúng ta sẽ có một cái mặt trước có kích thước là 6.5 inch, sử dụng cái tấm nền là IPS LCD. Cùng với đó là chúng ta sẽ có một cái độ phân giải chỉ dừng lại ở mức là HD cộng thôi. Thì trong phân khúc giá này mình thấy rằng là có rất nhiều sự lựa chọn, ví dụ như là những chiếc điện thoại đến từ các hãng như là Realme này, Xiaomi hoặc là Vsmart thì đã có cái màn hình Full HD cộng hết rồi. Nhưng mà đối với lại trên cái chiếc máy đến từ Oppo này thì chúng ta chỉ có độ phân giải dừng lại là HD cộng thôi. Đó là những cái hãng giá rẻ còn lại thôi. Nhưng Oppo thì mình vẫn thấy rằng là nó có một cái sự gì đó, cái thương hiệu nó có phần nhỉnh hơn tại thị trường Việt Nam. Tại vì các bạn cũng biết rồi đó, doanh số của Oppo tại thị trường Việt Nam thì chỉ đứng thứ hai xếp sau Samsung thôi. Đây là một điều có lẽ như là cái chi phí họ gần như họ đầu tư khá nhiều vào cái phần marketing rồi. Còn trải nghiệm thực tế đối với lại cái chiếc máy này, thực sự là mình thấy cái màn hình này nó có vẻ là hơi bị nhạt nhòa một tí. Tất nhiên nó vẫn phải đủ nhìn, nhưng mà với cái kích thước 6.5 inch và độ phân giải HD cộng thì mặt độ điểm ảnh nó chỉ dừng lại ở khoảng là dưới 300 ppi. Và với cái một cái mặt độ điểm ảnh cho ra trung bình như vậy thì các bạn có thể dễ dàng nhìn thấy được cái điểm rỗ trên cái màn hình này. Và chất lượng hiển thị thì gần như mình đánh giá nó chỉ dừng lại ở mức là trung bình thôi, không quá cao trong phân khúc giá này. Và tổng thể phần viền của chiếc máy này lại được mình đánh giá khá là cao, khi mà cả hai cạnh bên cũng như là cạnh trên thì nó được làm khá mỏng. Cùng với đó thì chúng ta sẽ có một cái cầm dưới nó hơi bị dày một tí. Đây là điều mình có thể châm trước được cho một chiếc máy thuộc phân khúc gọi là tầm trung giá rẻ như thế này. Đó, cạnh phải thì chúng ta sẽ có là một cụm phím tăng giảm âm lượng này, một cái khe lắp sim, và cái khe này thì có thể lắp được hai sim và một thẻ nhớ các bạn nhé, không phải là khe sim line đâu các bạn à, nó rất là đầy đủ chúng ta luôn. Cạnh phải thì chúng ta sẽ có thêm một cái phím nguồn ở đây nữa. Bên cạnh dưới thì chúng ta sẽ có là một cái jack 3.5 này, một cái micro này và một cổng USB này và một cái loa ngoài nữa là hết rồi. Cạnh trên thì chúng ta sẽ không có gì cả, hoàn toàn trống trơn luôn. Đó. Cuối cùng thì chúng ta sẽ đến với mặt sau của chiếc máy này. Đối với lại trên cái chiếc máy này thì mình thấy rằng là cái dạng màu sắc gradient của nó rất là đẹp luôn. Đó, cực kỳ là hòa, nhìn như là bầu trời vậy các bạn à. Và với cái cụm 3 camera như thế này, chúng ta sẽ có độ phân giải lần lượt là camera thứ nhất, camera chính sẽ là độ phân giải 12 megapixel này. Còn lại hai camera phụ sẽ là một camera macro cũng như là một camera đo chiều sâu trường ảnh, sẽ có chung độ phân giải là 2 megapixel. Còn ở đây là chúng ta sẽ có thêm một cái cảm biến vân tay và cạnh dưới màn hình thì chúng ta sẽ có logo Oppo. Tổng thể thì cái thiết kế của chiếc máy này được mình đánh giá rất là cao về cái trải nghiệm cầm nắm. Tại vì nó có một cái lối thiết kế mà mình thấy nó sẽ khá là giống với lại chiếc Galaxy M30S này, cũng như là chiếc Galaxy A01. Đó chính là về cái phần mặt lưng, cái miếng dựa này nó sẽ ốp hết cái phần mặt trước luôn. Đó, chứ nó sẽ không có chúng ta là một cái khung viền tách biệt hoàn toàn. Nó sẽ mang lại chúng ta một cái cảm giác liền mạch mà gần như với những chiếc máy nào mà nó có một cái khung viền tách biệt ấy, không thể nào mang lại được. Đó, đây là một cái lối thiết kế mà mình đánh giá nó rất là kiểu thực dụng. Nhưng mà căn bản thì ở thời điểm hiện tại, đa số thì các máy họ đều sử dụng chúng ta là cái vật liệu kính ấy, nên thành ra cái việc mà bể cong cũng như là để có thể ốp được vào cái phần màn hình phía trước, đây là một điều mình nghĩ rằng là nó sẽ hơi bị khó khăn một tí. Với cái cảm giác vuốt từ viền màn hình vào thì mình vẫn thấy được ở đây.
Thì đây cũng là một cái điểm chung đối với lại một chiếc máy đến từ phân khúc tầm trung giá rẻ như thế này rồi. Đó chính là nó sẽ có chúng ta là một cái điểm G ở cái phần viền đây, và khi vuốt vào chúng ta sẽ bị cắn. Kèm với đó là chúng ta sẽ có thêm là một cái miếng dán màn hình ở đây nữa, và mình đánh giá là miếng dán màn hình này nó cũng hơi bị rít một tí, thì nó cũng sẽ giúp cho hạn chế tối đa luôn cả cái việc là vuốt từ viền màn hình vào. Cảm giác cắn nó rất là rõ rệt và cực kỳ là khó chịu luôn. Còn quay trở lại thì cái phần mặt lưng này chúng ta vẫn sẽ có một cái phần mặt lưng mà mình đánh giá rằng là không hẳn là nhám nhưng mà cũng không hẳn là phải là mịn nữa. Nhưng mà cảm giác cầm nắm của con này thì rất là bám tay luôn và cực kỳ đầm. Cái trọng lượng của nó thì cũng không hẳn là quá nặng, rất là vừa tay, khoảng dưới 200g thì đây là một cái khối lượng nó tiêu chuẩn rồi. Đó, cầm rất là đầm tay và trải nghiệm cầm nắm của con này được mình đánh giá rất là cao. Tiếp theo thì chúng ta sẽ nói về phần cấu hình. Cái chiếc máy này thì nó sẽ có chúng ta là option bộ nhớ thấp nhất là 4GB cũng như là 128GB bộ nhớ trong. Cùng với đó thì chúng ta sẽ được trang bị thêm con chip MediaTek Helio B35. Đây là một dòng chip mà khi các bạn vào AnTuTu các bạn sẽ thấy này. Điểm GPU của nó không thật sự là ấn tượng lắm đâu, thậm chí nó còn thấp hơn so với lại con chip Snapdragon 625 cũng như là 450 các bạn à. Điểm GPU của này thì rất là thấp luôn. Ở đây thì các bạn sẽ thấy này, AnTuTu họ bảo rằng là chỉ đánh bại khoảng 1% người dùng thôi, tức là cái điểm số nó rất thấp. Và mình không hiểu rằng là cái chiếc máy này liệu có thể chơi ổn được cái tựa game Liên Quân Mobile ở mức độ họ là cao hoặc là 30fps hay không. Đây là một điều mình thấy là khá là đáng tiếc cho một chiếc máy mà thuộc phân khúc tầm trung giá rẻ khoảng 4 triệu đồng như thế này. Nói đến phần cấu hình thì gần như mình đã thật sự rất là thất vọng về cái chiếc máy này rồi. Còn về phần mềm thì cái chiếc máy này nó sẽ có chúng ta là một cái phiên bản giao diện người dùng ColorOS 6.1. Nó cũng sẽ tương tự như là những cái dòng Reno Flagship của Apple thôi. Cùng với đó thì chúng ta sẽ có là một phiên bản Android 9 ở đây. Đó, phần mềm thì cũng không có quá gì là nổi trội, trong khi là đối với lại những chiếc Realme thì chúng ta đã có phiên bản Realme UI 1.0 được cải thiện về phần giao diện trực quan hơn, cũng như rằng là nó có một số cái thay đổi khá là rõ rệt so với lại cái phiên bản HoloLens như thế này. Về phần camera trước thì chiếc máy này nó sẽ có chúng ta là một cái độ phân giải 8MP các bạn nhé, và với cái dạng thiết kế màn hình giọt nước như thế này đây. Cuối cùng thì mình sẽ nói về phần pin của con này. Đây cũng là một điều mình thấy khá là đáng tiếc, đó chính là con này nó sở hữu dung lượng pin lên đến là khoảng 4230mAh, nhưng mà cái công suất sạc của nó chỉ dừng lại là khoảng 10W thôi. Wow, như thế này thì các bạn phải chờ mỏi mòn rồi các bạn à. Mình biết rằng là với cái dung lượng pin khoảng là 4200mAh như thế này thì rõ ràng khi mà trải nghiệm một cái tấm nền IPS cũng như chỉ có độ phân giải là khoảng HD cộng thôi thì thời gian sử dụng của nó chắc hẳn là cũng sẽ khá là ấn tượng đây. Nhưng mà căn bản ở đây thì cái thời gian sạc của con này thì nó phải khiến các bạn phải chờ mỏi mòn đó. Rồi, còn các bạn nghĩ sao về chiếc Oppo A31 như thế này thì xin hãy để lại ý kiến mình dưới phần bình luận video nhé. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và tạm biệt.